Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Dù tăng hạn, Việt Nam vẫn là quốc gia bóp nghẹt tự do báo chí. Ngày 3 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay, AFS, Việt Nam vẫn là quốc gia tồi tệ nhất về tự do báo chí. Theo đó, ngày 3 tháng 5, tổ chức phóng viên không biên giới đã xếp Việt Nam thứ 174 trong số 180 quốc gia về tự do báo chí do cầm tù nhà báo có hệ thống khiến Việt Nam nằm trong nhóm nước có nền báo chí tồi tệ nhất thế giới. VOA dẫn lời bà Alexandra, quan chức truyền thông khu vực châu Á-Thái Bình Dương của ASF nêu nhận định rằng mặc dù tăng 4 bậc trong chỉ số tự do báo chí thế giới năm nay, điểm tổng thể của Việt Nam giảm xuống trừ 2,27 là quốc gia này vẫn nằm trong số 10 vùng lãnh thổ tồi tệ nhất thế giới về việc bảo vệ quyền thông tin. Với 35 nhà báo hiện đang bị giam giữ trong các nhà tù, nơi tình trạng ngược đãi lan rộng, Việt Nam là một trong những nơi giam giữ tồi tệ nhất đối với các nhà báo. Và đây là hình bài trên VOA. Những người bảo vệ tự do báo chí dám thách thức các bản tin của chính phủ trên mạng xã hội đã bị giam cầm một cách có hệ thống với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ mà điển hình là nhà báo độc lập Lê Minh Thể, một nhà bình luận chính trị, bị kết án 2 năm rưỡi tù vì đăng các bài viết về ô nhiễm môi trường và tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, vẫn lời bà Alexandra. VOA nhắc lại, vào năm ngoái, sau khi bị ASF xếp hạng gần cuối sổ 178 trên 180 về tự do báo chí, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng bác bỏ và nói rằng bản xếp hạng thường niên về tự do báo chí năm 2023 của ASF một lần nữa khẳng định sự thiếu khách quan, sai thực tế và quy chụp của ASF về tình hình tự do báo chí tại Việt Nam. VOA cho biết giới hoạt động trong và ngoài nước tranh đấu cho tự do báo chí Việt Nam bày tỏ sự đồng tình với bản xếp hạng của RSF. VOA dẫn chia sẻ của bà Huỳnh Thị Tố Nga ở Sài Gòn, người từng bị kết án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước, theo Điều 117 của Bộ luật hình sự nói rằng Tôi không ngạc nhiên hay bất ngờ về bản xếp hạng này, vì bao nhiêu năm qua, tự do báo chí Việt Nam hầu như đứng cuối bảng. Nhà cầm quyền Việt Nam xem bản xếp hạng này là không trung thực, nhưng người dân trong nước biết rằng hầu như báo chí của Việt Nam đều bị đảng cộng sản kiểm duyệt và đây là hình ba nhà báo thuộc hội nhà báo độc lập Việt Nam đang bị cầm tù. VOA dẫn lời bà Y Lan Benalov fauner chủ tịch ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam, tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Paris, tại Pháp cho rằng tự do báo chí được đề cao trong hiến pháp của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã phê chuẩn nhưng trong thực tế những nhà báo blogger người sử dụng Internet bày tỏ ý kiến ông Hòa đã bị bắt liên miên theo những điều khoản mơ hồ về an ninh quốc gia trong bộ luật hình sự của Việt Nam. Xếp hạng của ASF rất đúng với thực tế tại Việt Nam. VOA cho hay, theo bản xếp hạng của ASF, năm nay trong số 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với các nhà báo, thì có 5 quốc gia thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương là Việt Nam, đứng thứ 174 trên 180. Trung Quốc thì 172 trên 180. Myanmar thứ 171 trên 180, Triều Tiên 177 trên 180 và Afghanistan 178 trên 180. Theo AFS, nhiều chính phủ đã, đăng, đã tăng cường kiểm soát mạng xã hội và Internet, hạn chế quyền truy tập, hạn chế quyền truy cập, chặn tài khoản và chặn các tin nhắn qua mạng. VOA cho biết thêm, năm nay Hoa Kỳ bị tụt xuống 10 bậc, đứng thứ 55 trên 180 theo xếp hạng của ASF. Khi nước này chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, trong bối cảnh công chúng ngày càng mất lòng tin vào các phương tiện truyền thông, điều này một phần được thúc đẩy bởi sự phản đối công khai từ các nhà chính trị, bao gồm cả việc kêu gọi bỏ tù các nhà báo. Trong một số trường hợp nổi bật, vẫn theo ASF, cơ quan thực thi pháp luật địa phương ở Mỹ đã thực hiện những hành động đáng sợ, bao gồm việc đột kích các tòa soạn và bắt giữ các nhà báo. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Dù tăng hạn, Việt Nam vẫn là quốc gia bất ngạt tự do báo chí. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thảo báo chấm để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Ai đang kiểm soát công cuộc đốt lò hiện nay? Ngày 1 tháng 5, AFA tiếng Việt nêu vấn đề công cụ đốt lò của ông Trọng ra sao sau khi hai ông thưởng và Huệ từ chức. Theo AFA, với những xáo trộn về nhân sự ở thượng tầng chính trường Việt Nam, đặc biệt khi hai ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ từ chức, một số nhà quan sát chính trị xã hội nhận định rằng công cụ đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng hiện đang vượt tầm kiểm soát và người tiếp quản có thể là ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. AFA dẫn lời nhà báo Lê Trung Khoa, chủ bút Thời báo chấm nhận định rằng qua vụ hai lãnh đạo tối cao của Việt Nam lần lượt mất chức chỉ trong vòng khoảng một tháng, cho thấy cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông Trọng nữa. Việc ông Thưởng và ông Huệ về hưu sớm cũng không phải là chủ ý của ông Trọng, mà là do ông Tô Lâm đứng sau điều khiển. Và đây là hình bài trên AFA. Có hai chỉ dấu khiến ông Khoa nhận định như vậy. Thứ nhất là sức khỏe ông Trọng quá yếu. Thứ hai, cả hai ông Thưởng và Huệ đều được ông Trọng ủng hộ cất nhắc. Ông Khoa nói, tôi cũng có thông tin được biết, Lão Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, hiện nay sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải vào bệnh viện để khám chữa bệnh. Thời gian còn lại thì ông ấy cũng không đủ sức để giữ tất cả các cuộc họp quan trọng. Chính vì vậy mà các cán bộ cấp cao khác trong tứ trụ hoặc bộ chính trị thường ra những quyết định mà bây giờ với quyền lực rất lớn của Bộ Công an Việt Nam thì những quyết định đó dường như đến từ Bộ Công an là chủ yếu. Ngoài ra cũng còn nhiều thông tin cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm về việc đề bạc những cán bộ cấp cao vì ông là trưởng ban nhân sự của Đại hội Đảng khóa 13 và trong khóa 14 thì ông ta cũng muốn đảm trách phần nhiệm vụ này. AFA nhận xét từ khi tin đồn sức khỏe ông Trọng nguy kịch hồi tháng Giêng năm 2024 tới nay ông rất ít trực tiếp xuất hiện trên truyền thông như trước nay. Nhà báo Lê Trung Khoa cho biết rằng ông Tô Lâm chính là người chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng liên quan đến cấp dưới của hai ông Huệ và Thưởng khiến hai ông này đột ngột mất chức. Và đây là hình phải chăng ông Nguyễn Phú Trọng đã mất kiểm soát quyền lực. Theo ông Khoa, ban đầu Bộ Công an được ông Trọng sử dụng như một công cụ cho chiến dịch đốt lò thanh trừng các quan chức tham nhũng. Bộ Công an trực tiếp làm việc, điều tra xét hỏi cũng như bắt các quan chức của đảng bị cho là cái dính liễu tới tiêu cực, tham nhũng. Tuy nhiên, dần dần ông Trọng đã không còn kiểm soát được lực lượng công an và ông Tô Lâm vẫn lợi dụng danh nghĩa chống tham nhũng để loại bỏ các đối thủ chính trị của mình. Ông Khoa nói tiếp, Bộ Công an hiện nay dường như đã tục khỏi tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Nó sẽ làm cho tình hình nội bộ của Việt Nam tới đây thêm rõ ràng. Tiếp tục sẽ còn những người khác của Đảng, đặc biệt là cán bộ cấp cao sẽ bị đưa ra xét xử trong thời gian tới. Vì vậy chúng ta có thể thấy được sự hoạt động rất nhiệt tình, năng động, mạnh mẽ của Bộ Công an Việt Nam mà đứng đầu là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm hfa cũng dẫn nhận định của luật sư nguyễn văn đài từ nước đức cho rằng có thể việc ông thưởng và ông huệ buộc phải nghỉ hưu là chủ đích của ông tô lâm tuy nhiên theo luật sư đài vẫn còn quá sớm để kết luận ông trọng không còn kiểm soát được cuộc chiến chống tham nhũng ông nói nói tới quyền lực và khả năng của ông trọng theo quan điểm của tôi thì ông ấy không mất kiểm soát đâu bởi vì ông ấy vẫn đang nắm bộ quốc phòng vẫn là bí thư quân ủy trung ương và những người như hai nhân vật trong bộ chính trị như phan văn giang và Lương Cường là những người ủng hộ mạnh mẽ cho ông Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Ai đang kiểm soát công cuộc đốt lò hiện nay? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.